Hello, chào các bạn. Hôm nay Taylor sẽ chia sẻ cách làm bánh bông lan con sò. Cái bánh bông lan con sò này á, mình có thể tìm mua ở chợ Costco, ở trong cái bịch nhỏ nhỏ nó bán trong cái hộp giống như cái hình dạng nó giống như cái khuôn của Taylor ngày hôm nay. Taylor sẽ dùng hai cái khuôn này. Taylor mua trên mạng Amazon á, thì có gì Taylor sẽ bỏ cái link vào cái phim nha. Và các bạn nếu mà thích mua thì mình mua cái khuôn này mình làm rất là dễ thương. 200g bơ, bơ này bơ lạc không có muối. Taylor sẽ dùng thêm một muỗng cà phê vani nước, nửa muỗng cà phê bột nổi, 50g đường ngà, đường cát nâu nè, 150g đường cát trắng, 200g bột mì đa dụng, nửa muỗng cà phê muối, một ít giỏ chanh, nếu như mình không thích cái mùi giỏ chanh thì mình bỏ qua nha, 4 cái trứng. Để bắt đầu thì là sẽ đi làm cái bơ này cho nó chảy ra nha. Mình bỏ vô cái xô mình làm thì nó nhanh hơn. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể bỏ vào cái tô mình cho vào lò vi sóng á, mình làm chảy ra nó cũng được. Nó thì là mở lửa lên cho nó chảy ra thôi, không có gì đặc biệt hết. Miễn sao nó chảy ra là được rồi. Rồi cái bơ này thì là làm tan chảy ra đã. Bây giờ cái bơ nó còn ấm ấm, nhưng mà mình dùng luôn bơ ấm ấm nha, mình không có cần phải để cho nó nguội. Trong cái phần bột 200g bột mì đa dụng này thì là cho nửa muỗng cà phê muối nè, nửa muỗng cà phê bột nổi, cái này là baking powder đó, mình cho nửa muỗng cà phê thì là cái hiệu Taylor hay dùng, mình có thể mua ở chợ Mỹ. Taylor dùng cái muỗng mình khuấy cho nó đều lên cái bột này với lại bột nổi với lại muối nha. Rồi Taylor sẽ đập 4 cái trứng mình cho vào cái thau to. Trứng này thì mình để nhiệt độ phòng á, mình đánh nó nhanh nổi hơn. Sau đó thì là cho 50g đường nâu nè, 150g đường cát nè, một muỗng cà phê vani nước. Hay là sử dụng cái máy đánh tay này, mình đánh cho nó nổi lên nó cứ thành cái màu lật lật là được nha. Trứng này thì là đánh nhanh lắm, mình đánh mình thấy cái màu nó lợt ra, cái đường nó tan bớt là được. Đó, bây giờ cái trứng nè, cái màu nó đổi màu nè là được rồi. Mình thấy đổi màu là được rồi, khoảng chừng 3 phút là Taylor lấy được rồi đó. Sau đó Taylor sẽ cho vào một ít giỏ chanh. Taylor dùng chanh vàng nè, cái khi mà chanh vàng mà nó bỏ vô bánh á nó thơm lắm. Taylor dùng ít thôi, không cần nhiều, bỏ vô bánh là nó thơm lừng luôn á, nó thơm cái mùi rất là dễ chịu. Đó, khoảng bao nhiêu đó là được rồi. Thế là làm được một chút nè, cho nó có cái mùi thơm thôi. Sau đó mình lấy cái gây, mình bỏ bột vô đây, mình gây cho bột nó mịn, cho hết bột vào luôn. Thế là lấy cái phới, mình sẽ chọn cái bột này với lại cái trứng. Mình chọn cái bột này cho nó đều hết, nó mịn hết, đừng có ốc trâu là được. Cái bánh này nó có cái hay là bỏ đường nâu á, cho nên cái bột nó đà đà nè, cái màu nó đà đà xíu. Còn nếu như mà mình dùng đường cát trắng không á thì cái bột nó trắng hơn. Đó, bây giờ thấy bột nó cũng đều lắm rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho bơ, cái bơ hồi nãy mình làm tan chảy đó, mình sẽ bỏ vô đây mình trộn chung luôn. Rồi thế là sẽ múc từng muỗng, từng giá bơ nè, mình bỏ vô cái bột này luôn. Rồi mình trộn lên cho nó đều nha. Rồi tiếp tục cho bơ, mình cứ trộn lên cho nó đều từng giá vậy đó, thì nó dễ trộn hơn là mình đổ bơ vô một lúc.
Đó, thì là tiếp tục cho bơ vào. Cho khi nào mà hết cái bơ này thôi. Cái bánh này nó thơm mùi bơ, nó thơm lừng lắm, nó ngon lắm. Ăn cũng ghiền đó nha các bạn. Nếu mà có dịp đi Costco á, mình mua bánh này ăn thử cho biết. Bánh này của Pháp á, nó cũng rất là, nó thơm giống như bánh bông lan của mình vậy, nhưng mà nó ăn cũng ghiền, cũng lạ miệng lắm. Và cái bọt có thể là bây giờ đã mịn rồi nè. Bây giờ thì là lấy cái bao thực phẩm á, mình đậy lại rồi mình cho vào tủ lạnh. Mình đợi khoảng tiếng sau mình mới đi nướng bánh. Mình lấy bao ni lông thực phẩm mình đậy lại. Thì là đậy sát luôn để cho nó khỏi nó có cái màng ở trên á. Đó, cái này thì là để vào tủ lạnh. Mình để ít nhất là 1 tiếng. Mình để nhiều á cũng không sao, mình để qua đêm cũng không sao luôn. Nhưng mà mình để là ít nhất là nó 1 tiếng để cho nó lạnh cái bơ cái đông lại đó. Còn mình mới nướng được nha, thế là sẽ để tủ lạnh khoảng chừng tiếng. Bây giờ cái bơ mà thế là còn dư lại nè, mình sẵn đó mình tha luôn cái khuôn luôn cho nó có bơ. Rồi thế là sẽ cho cái khuôn này mình tha bơ xong mình cho nó vào tủ lạnh luôn, để cho nó cái khuôn nó lạnh đó, khi mình bỏ bánh vô đó, nó thích lạnh lắm. Cái bánh này tại vì nó có bơ nhiều cho nên mình để cho nó lạnh thì nó tốt hơn. Sau khi thơ là để tủ lạnh được 1 tiếng thì cái bọt của mình á bây giờ nó trong lại nè. Đó, bây giờ mình dở cái giấy kiếm này ra. Rồi thơ là sẽ dùng cái muỗng múc kem, thơ là sẽ mọ một muỗng này là khoảng một muỗng canh đó. Thơ là sẽ múc mỗi muỗng bỏ vào cái khuôn nè. Cái bọt này là thơ là làm vừa đúng luôn. 24 cái bánh đó. Nếu mà bạn nào mà có một cái khuôn thì mình làm phân nửa nguyên liệu của thơ là thôi nha. Mỗi cái mỗi muỗng là vừa đúng luôn á. Khuôn này á thì mình thoa cái bơ trước rồi mình để tủ lạnh cho nó lạnh. Đó, thì là múc nhiều luôn. Có cái muỗng kem thì mình múc nó tiện hơn nè. Thì gạt xuống cái đó, nó dễ gớt hơn. Cái này là vừa đúng 24 cái bánh. Đó, thế là đã mở lửa, mở lò nhiệt độ 375 độ F. Thì thế là để cho cái lò nó nóng lên đủ nhiệt độ rồi thế là mới bỏ vào nướng. Rồi, cái lò của thế là nhiệt độ 375 độ F, mình mở lò cho nó nóng trước rồi mình mới bỏ bánh vô mình nướng nha. Thế là bỏ hết hai vỉ bánh luôn nè, mình để cái vỉ ở trên giữa lò á. Thì mình để vô hai cái vỉ thì cái lò của mình nó nên nhiệt độ của nó đủ. Đó, thế là để 13 phút. Mình mở đèn lên nè. Bây giờ nãy giờ thế là để vô được 2 phút thì cái bánh cái bột nó chảy xuống cái khuôn, nó đều ra hết cái khuôn rồi, bắt đầu bánh nó sẽ từ từ nổi lên. Rồi, bánh đã chín rồi nè các bạn. Wow, bánh vàng kìa, rất là đẹp luôn. Đó, mình để nướng vàng hơn tí nữa thì nó giòn hơn, nhưng mà thay là nướng cái màu vàng giống vậy là thay là thích rồi, không có nếu mà vàng hơn nữa thì cái màu nó đậm quá nó không được đẹp. Đó, cái bánh này rất là dễ lấy ra luôn. Mình chỉ kéo lên vậy là nó gớt ra đây. Bánh vàng và nó vung lên khỏi cái khuôn này rất là đẹp các bạn ơi. Bây giờ thế là lấy bánh ra, nó còn nóng nhưng mà mình ăn nóng cũng được, nó dưới cái bánh nè, rất là đẹp luôn. Cái màu cũng vừa vàng, không có vàng lắm. Đó, bánh thì rất là dễ lấy ra khỏi khuôn luôn. Ở dưới nè, nó cái khuôn này thì cái vỏ sò nó không có sâu lắm cho nên nó không có in đậm cái hình cái vỏ sò. Đây là bánh bông lan con sò. Thế là mới vừa lấy ra lò nè. Nhìn rất là đẹp luôn, cái màu rất là đều. Cái bánh này thì nó rất là bóng luôn. Để thôi là lấy một cái lên để ra quay gần cho các bạn coi nha. Cái mặt bánh đó, nó bóng dễ sợ luôn á. Mà cái màu vàng đó, nó cũng đều luôn. Ở trên giữa nó phải có u lên một cục giống vậy nè. Nó dung dung lên giống vậy nè mới đúng.
Rồi ở bên ở dưới thì cái mặt con sò, nếu như mà cái khuôn của mình á, cái lằn á nó sâu hơn thì nó sẽ in đậm cái hình, nó gõ nét hơn, nhưng mà cái khuôn của Taylor thì nó vậy thôi. Đây bây giờ Taylor sẽ ăn thử và sẽ chia sẻ với các bạn nha. Đó, Taylor sẽ bẻ ra một cái cho các bạn thấy nè. Ở trong bên trong cái bánh nó tơ ra hết luôn, nó bong ra nè, là bánh nó nổi đều lên á. Ở trong nó mềm nhưng mà ở ngoài nó giòn giòn đó, rất là ngon luôn ha. Rồi bây giờ Taylor sẽ ăn thử coi. Đứng ở đây thì nghe cái mùi rất là thơm luôn, thơm nức mũi luôn á. Thơm có mùi bơ, mùi chanh, ở ngoài giòn, ở trong thì nó mềm mềm, nó bong bong giống như bánh bông lan vậy. Thơm ơi là thơm luôn. Bánh này uống trà hoặc là uống cà phê buổi sáng rất là ngon nha các bạn. Rất là dễ ăn luôn á. Cái này là mình ăn là mình ghiền luôn. Wow. Lấy mới bánh, bánh mà mới nướng ra các bạn. Ăn ngon lắm, nó thơm. Bánh này mình ăn nóng hay ăn nguội cũng được hết. Thay là chúc các bạn thành công với món bánh bông lan con sò ngày hôm nay. Nếu mà thấy video hay xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.